sao ạ? Tay ngọc này cũng mới chỉ làm cho bố anh thôi, nhưng mà hắn ta với cả Nhật Mai lại có một mối quan hệ khá đặc biệt. Vậy nên nếu Nhật Mai thực sự có vấn đề và đang che giấu việc gì đó, chúng ta cũng không ngoại trừ khả năng Tay Ngọc chính là đồng phạm. Ý anh là họ có liên quan đến vụ đột quỵ của bố anh? Điều mà anh cảm thấy sợ nhất bây giờ đó chính là không còn ai có thể tin tưởng được. Còn bố anh thì lần đầu tiên anh cảm thấy ông ấy thực sự cô độc. À, còn một việc nữa. Có một buổi sáng anh thức dậy ở bệnh viện và được chứng kiến một việc. Bác sĩ riêng của gia đình anh, còn chú Sang, từ lúc mà ông anh và mẹ anh mất, thực sự là chú ấy không ưa gì bố anh cả. Vậy mà bây giờ lại phát hiện ra là hai người đấy lại khá thân thiết với nhau, cho nên anh cảm thấy có việc gì lạ lắm. Làm sao thế? Hôm nay mẹ của anh Đức lại gọi điện xin lỗi con mẹ. Bác ấy cũng xin lỗi cả mẹ nữa. Lần này thì bác ấy xin lỗi thật lòng lắm. Có tuổi rồi mà vẫn còn phải day dứt như thế, chắc là khổ tâm lắm đấy. Từ lúc ly hôn đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên mà con cảm thấy nhẹ nhõm đến như vậy. Vừa nhẹ nhõm vừa chua xót mẹ. Bác ấy gọi điện cho con, vẫn xưng là mẹ. Lúc đấy con thấy tủi thân lắm. Con nghĩ sao ban đầu con với bác ấy không thể khác đi. Nếu mà khác đi thì từ đầu của hôn nhân mọi người đã sống vui vẻ với nhau, chứ đâu phải là cứ nặng nề với nhau suốt thời gian vừa rồi như thế, đúng không ạ? Xong thì con lại nghĩ tiếp là Hay là do con chưa bao giờ thật sự quan tâm, cũng chưa bao giờ thật sự yêu thương bác ấy à mẹ? Có phải là do con không? Chắc là con chỉ nghĩ cách đối phó với bác ấy thôi, đúng không? Tại con chưa bỏ hết tâm sức để tìm hiểu và đối đáp thật lòng với bà ấy. Nếu con đã bỏ ra tất cả, đã cố gắng hết sức, thì chắc giờ con không phải hối hận như thế này, đúng không?